Đây là nhan sắc thật sự của Nhã Phương sau 3 tháng sinh con, khiến ai cũng choáng váng. Là nữ diễn viên xinh đẹp, nhận được nhiều tình cảm mến mộ từ khán giả, cô ghi điểm với các vai diễn xuất sắc và ngoại hình xinh đẹp. Đặc biệt sau khi cô và diễn viên hài Trường Giang về chung một nhà, khán giả lại càng biết đến và yêu mến cô hơn. Kết hôn với Trường Giang hồi tháng 9 năm ngoái, thế nhưng Nhã Phương đã bị đồn sinh con gái được 3 tháng. Dù mới dừng lại ở lời đồn, cô chưa bao giờ lên tiếng thừa nhận về chuyện này, nhưng khán giả đều tin đó là sự thật. Gần đây, Nhã Phương khá chăm khoe ảnh selfie trên trang cá nhân của mình. Bà xã Trường Giang xuất hiện tươi tắn, xinh đẹp với làn da căng mướt, dùng cách trang điểm tự nhiên, nhẹ nhàng, khiến ai cũng trầm trồ khen ngợi. Thế nhưng chỉ cần zoom ảnh lên một chút, bạn sẽ thấy nhược điểm trên gương mặt người đẹp lộ rõ, đó là hàng loạt nếp nhăn in hẳn khá rõ nơi đôi mắt. Và trong một sự kiện gần đây, người đẹp xuất hiện khiến khán giả có phần ngã ngửa khi nữ diễn viên kém sắc, làn da sạm đen, nếp nhăn xuất hiện nhiều khiến fan suýt không nhận ra. Có lẽ đó chỉ là do góc chụp thiếu sáng và cô không có sự chuẩn bị tạo dáng nên mới có những bức hình như vậy. Bù lại cho góc chụp dìm hàng ở trên, có thể thấy vóc dáng của nữ diễn viên tuổi thanh xuân rất gọn gàng và thon thả. Nếu tin đồn sinh nở là thật thì phải thừa nhận rằng cô lấy lại vóc dáng quá nhanh. Vẫn ở trong sự kiện ấy, với điều kiện đủ sáng, góc chụp có tâm, Nhã Phương được khán giả khen ngợi hết lời về nhan sắc. Tông trang điểm nhẹ nhàng giúp cô tươi trẻ, khác hẳn khi son phấn đậm khiến cô già hơn tuổi thật. Đúng là gái một con trong mòn con mắt, nhưng dù làn da có căng bóng, make up có cẩn thận, thì nếp nhăn nơi đôi mắt là thứ Nhã Phương không thể che giấu được. Khuyết điểm đó cũng không đủ sức dìm hàng nhan sắc của người đẹp. Đây là cách Trường Giang đối xử với Nhã Phương khiến cộng đồng mạng xôn xao những ngày qua. Từ khi yêu nhau đến khi chính thức là vợ chồng, đời sống tình cảm của Trường Giang, Nhã Phương luôn khiến khán giả đặc biệt quan tâm. Dù họ đã cởi mở và thoải mái chia sẻ về những khoảnh khắc hạnh phúc bình dị khi về cùng nhà, nhưng mọi tin đồn bầu bì hay sinh con gái đều được họ giữ kín. Mới đây nhất trên trang cá nhân, Nhã Phương vừa đăng tải hình ảnh của hai vợ chồng cô trong một buổi quay quảng cáo. Ngoài dáng vẻ hài hước quen thuộc của ông bà Mười Khó, người hâm mộ còn không khỏi thích thú trước đoạn hội thoại sến sẩm của cả hai được Nhã Phương chia sẻ. Phương, kịch bản dài quá anh ơi. Anh Giang, thôi ngắn học lẹ về ăn cơm, cưng cưng. Phương, ok anh yêu, hí hí. Ngay sau khi chia sẻ đoạn hội thoại của cả hai với lời than thở của Nhã Phương cùng cách xưng hô ngọt ngào anh yêu, anh Giang và cách dỗ dành âu yếm bà xã của Trường Giang nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận. Nhiều lời bình luận của fan ghen tị đến với cặp đôi không khỏi cảm thán trước độ sến sẩm của vợ chồng trẻ. Ôi trời, anh chị cưng ghê. Tuổi thân nha chị Bi, phần FA phải khóc vì điều này. Sến quá chị Nabi ơi. Có lẽ từ lúc cưới đến thời điểm hiện tại, Nhã Phương và Trường Giang dường như thoải mái với cách xưng hô trên mạng xã hội. Trong khi đó, với chia sẻ mới đây, cô cũng tiết lộ Trường Giang dùng từ cưng để âu yếm gọi vợ mình. Dạo gần đây, cặp đôi này luôn xuất hiện với những sản phẩm mang hình ảnh vợ chồng trẻ hạnh phúc. Điều này cũng khiến họ nhanh chóng ghi điểm hơn với khán giả. Sau khi kết hôn, Nhã Phương và Trường Giang đã nhanh chóng lên chức bố mẹ. Tuy nhiên hiện tại, cả hai chỉ xác nhận điều này trong đoạn quay quảng cáo, chứ không hề lên truyền thông. Đây là lần đầu tiên Nhã Phương công khai gọi chồng thân mật, tình bể bình đến thế. Từ đó cũng có thể hình dung ra cuộc sống của nữ diễn viên đang ngập tràn hạnh phúc bên chồng và con gái đầu lòng. Nhã Phương lần đầu khoe cận cảnh nhan sắc trước ngày sinh con đầu lòng cho Trường Giang. Trường Giang, Nhã Phương đã về chung một nhà vào cuối tháng 9. Sau khi chính thức nên duyên vợ chồng, những thông tin của cả hai vẫn được săn đón trên những trang mạng xã hội. Đặc biệt là thông tin Nhã Phương đang mang thai, cả hai chuẩn bị lên chức bố mẹ. Hai vợ chồng cũng nhiều lần khiến dân mạng phải ghen tị khi chia sẻ về cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, đáng ngưỡng mộ từ việc chăm sóc lẫn nhau trên trang cá nhân. Trong lúc đang mang thai con đầu lòng, bà xã Trường Giang vẫn hoạt động nghệ thuật như bình thường. Cô thường xuyên xuất hiện tại phim trường với các lịch chụp, quay hình cùng ông xã Trường Giang. Mới đây nhất trên các fanpage cá nhân, đăng tải hình ảnh của Nhã Phương ngồi chụp tự sướng khoe khuôn mặt mộng của mình. Nữ diễn viên tuổi thanh xuân viết, Sài Gòn hôm nay nắng thật đẹp, ai cũng hối hả công việc cho những ngày cuối năm. Phương cũng nhìn lại một năm sắp hết và suy nghĩ kế hoạch cho năm mới. Còn cả nhà thế nào? Có dự định gì cho năm sau chưa? Kể Phương nghe với nè. Có thể thấy thay vì các nét thanh thoát, khuôn mặt nữ diễn viên tuổi thanh xuân cũng trở nên đầy đặn hơn, mũi cũng to hơn. Hình ảnh mới này của Nhã Phương khiến nhiều fan bất ngờ.
Dù không lộ vòm bụng, nhưng khuôn mặt của nữ diễn viên tuổi thanh xuân lại gây chú ý bởi chiếc mũi to, khuôn mặt phúng phính hơn rất nhiều. Nhìn lại loạt ảnh được Nhã Phương chia sẻ thời gian gần đây, khán giả phát hiện đây là điểm chung dễ nhận ra. Người đẹp cũng tỏ ra thoải mái khi để lộ khuôn mặt mộc hoặc trang điểm rất nhẹ nhàng. Bức hình cũng cho thấy rõ phần đầu mũi của Nhã Phương đã nhỉnh hơn bình thường. Cô cũng hạn chế trang điểm hơn so với trước. Với những hình ảnh như thế này thì cũng hiếm ai nghĩ rằng cô đang mang thai ở những tháng cuối. Ngay sau chia sẻ, nữ diễn viên nhận khá nhiều lời chúc Tết đến từ mọi người. Fan còn chế ảnh Trường Giang chở cả nhà đi sắm Tết. Có lẽ thời gian qua, cả hai vợ chồng cũng thường xuyên thoải mái chia sẻ hình ảnh trên trang cá nhân. Nhưng chuyện mang bầu của Nhã Phương và Trường Giang cũng chưa lần nào được tiết lộ. Giữa thời điểm này, cách đây vài hôm, Nhã Phương cũng bị nhà sản xuất tiết lộ đang mang thai đầu lòng và cũng sẽ hạ sinh vào cuối tháng 1 này. Tuy nhiên mới đây nhất, chính Nhã Phương đã khẳng định, phía nhà sản xuất chưa hỏi tôi và tôi cũng chưa từng chia sẻ thông tin liên quan đến chuyện riêng tư. Sau khi nữ diễn viên lên tiếng khẳng định sự việc, từ đại diện của nhà sản xuất phim Trạng Quỳnh cũng đã có công văn xin lỗi, nói về sự thiếu sót đã tiết lộ nội dung liên quan đến đời tư của nữ diễn viên. Từ khi cưới nhau đến nay, Trường Giang vẫn luôn dành những lời ngọt ngào và cả sự tự hào về người phụ nữ của mình. Anh mang cơm lên cho vợ những lúc Nhã Phương quay trong thời gian bầu, đó là những tiết lộ của người bạn đã chia sẻ. Theo thông tin, vợ chồng Trường Giang, Nhã Phương sẽ chào đón con đầu lòng vào cuối tháng 1, cùng những lời chúc mẹ tròn con vuông đến gia đình mười khó. Lệ Quyên lần đầu tiết lộ cách xề khủng và lý do đứng chung sân khấu với Hà Hồ khiến ai cũng choáng. Vào tối ngày 4 tháng 3, tại chương trình Stand By Star, Lệ Quyên đã có buổi giao lưu cùng Khắc Tiệp và Ngọc Trinh. Tại đây Lệ Quyên đã lên tiếng về mối quan hệ giữa mình và Hồ Ngọc Hà suốt nhiều năm qua và lý do vì sao cô lại nhận đứng chung sân khấu với Hồ Ngọc Hà trong đêm hội chân dài sắp diễn ra vào ngày 9 tháng 3 sắp tới. Bao nhiêu năm nay, người ta đã hỏi tôi nhiều lắm rồi, tôi không muốn nói. Nhân đây tôi không muốn lảng tránh nữa, tôi sẽ trả lời luôn một lần để mọi người hiểu rằng đôi khi không phải cứ có mâu thuẫn thì mới rời xa nhau. Bạn bè cũng vậy, tình yêu cũng thế và vợ chồng cũng thế. Đôi khi đến một khoảng thời gian nào đó, người ta tự xa nhau. Không phải lần này tôi và Hồ Ngọc Hà đứng chung sân khấu với nhau, nhiều lần chúng tôi đứng chung rồi, chỉ có điều là mọi người không để ý thôi. Thứ nhất chúng tôi đều là những người lớn, thứ hai là sự chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp ở đây là bạn phải bỏ việc cá nhân của bạn ở đằng sau sân khấu. Khi đã nhận lời lên sân khấu là phải hết mình vì bản thân mình trước, vì nhà tổ chức sau. Còn chuyện yêu ghét, mâu thuẫn là chuyện sau sân khấu tôi không bàn đến. Riêng cách xê thì tôi phải lấy Khắc Tiệp cao chứ. Nói đùa vậy thôi, thực ra mà nói nhắc đến tiền là một vấn đề vô cùng tế nhị. Cái nghề này lạ lắm, đôi khi mình có thể tặng không ai đó, đôi khi người ta trả mình 1 tỷ mình không thích thì cũng không diễn. Nghệ sĩ là hâm, rất hâm, thích thì thế nào cũng được, còn không thích, không cảm xúc thì tiền không mang lại ý nghĩa gì cả. Trong cuộc đời này còn có người làm cho mình mù quáng là hạnh phúc. Sợ nhất là mình lúc nào cũng tỉnh táo trong bất kỳ trường hợp nào. Bởi vậy được mù quáng thì cứ mù quáng. Tôi đứng trên sân khấu khá nhiều. Với kinh nghiệm của tôi, ở những khoảnh khắc quan trọng nên gạch đầu dòng vài từ ngữ mà mình muốn nói, nhưng phải dựa vào tình huống thực tế để hơi khờ khạo một chút, để khán giả bắt được khoảnh khắc thật của mình thì sẽ cảm xúc hơn nhiều. Trong đêm hội chân dài sắp tới đây, tôi sẽ đảm nhiệm công việc hát cho các siêu mẫu và Ngọc Trinh catwalk. Tất nhiên tôi không hát bolero, vì hát bolero thì chẳng biết đi làm sao. Tôi sẽ hát những ca khúc rất đặc biệt, vừa nhạc tình vừa nhạc trẻ. Đó là những loại nhạc như rumba nhẹ nhàng. Hiện tại, tôi hiện đang rất mong chờ đến ngày đó để được hát. Tôi và anh Nguyễn Hải Phong đã tính kỹ với nhau và quyết định hát hai bài điệu R&B mix vào nhau. Với tôi, R&B là điệu nhạc sexy nhất, giúp các người mẫu đi lại lả lướt và nhịp nhàng nhất. Năm nay tôi cũng phải có một chương trình live show riêng mình. Phải 5 năm tôi mới dám thực hiện một lần. Vấn đề không phải ở tiền, mà ở tâm huyết, mồ hôi, nước mắt và rất nhiều sức lực khác nữa. Khắc Tiệp đã làm được rất nhiều chương trình khiến khán giả phải ngưỡng mộ. Những nghệ sĩ trong nghề khi được mời tham gia những chương trình của Khắc Tiệp thì luôn hạnh phúc vì nó được chuẩn bị một cách kỹ lưỡng. Tổ chức sự kiện ở Việt Nam đã khó, ở nước ngoài càng khó gấp nhiều lần vì chi phí bên đó rất đắt đỏ, mọi thứ đều được đụng lên. Tôi chứng kiến được sự nỗ lực của Tiệp và ban tổ chức. Vì vậy, dù là khách mời cũng phải rất trân trọng và yêu quý Tiệp. Chương trình phải rất hay ho, người ta mới chịu bỏ tiền bay sang xem. Điều này khó hơn rất nhiều so với ở Việt Nam. Bởi vậy, cứ ghi nhận công sức của nhau đã. Trước khi đưa ra lời đồn đoán thì nên trân trọng đã. Tôi không quan tâm nhiều lời đồn đoán lắm. Tôi bật mí một chuyện ít ai biết.
Tôi mê gái đẹp chứ không phải mê trai đẹp.